sao? Không chứng. Dạ, yeah, chứ hai anh em mà từ từ đi chứ nó không đi đâu. Cứ từ từ đi. Lao đặt nó trận qua liền. Hai anh em mình đâu có đi Việt Ông đi lấy mật. Như vậy một ngày mới nữa, hai anh em xin chào cả nhà nhá. Chào nhá nhá. Bữa nay anh em mình lấy mật bữa nay nữa, mai làm buổi sáng nữa. Cháu giờ lấy cái nước ở nhà nữa, lấy cánh. nước mật ở trên này màu vàng không? Còn nước kia là màu gì ta? Màu trắng trắng đục đục hả? Mật như là trắng trắng. Mà mật đấy đâu có ngọt đâu. Ủa nha, lại không bao giờ già. Mật đấy không ngọt mà sao thêm chút ta? Ủa nha, đấy nó không có bây giờ nó tàn rồi, nó còn biết. Ủa hai điểm nói chuyện ít ngon quá không? Quỷ sứ. Quỷ yêu gì không? Như vậy là hai em lên lại cái chỗ hôm qua mà lên thấy đường tổ ong nó còn non á, bắt đầu rạo tiếp bên kia cũng chưa thấy á, bây giờ lên lại khi đấy. Hôm qua mấy anh em dòm lại là nó bay phía trên lên nữa, mấy anh em đi chưa tới, bây giờ mấy anh em đi lên tới nữa, đi ong xuống rồi bắt đầu tầm khoảng cỡ 1-2 giờ ấy, mấy anh em mà đi lên thì già chưa, phục cái kiếm ít thịt cho vùng qua giờ chiều vậy ha. Rồi mà anh em mình làm cái tay da giờ sợ sợ ớt là nó canh là gian. Rồi lầm tay da đây sao lại sóc ấy. Ngon lắm á. Lúc mà nghĩ á, anh em tranh thủ quốc điếu à. Quốc điếu ấy. Thì nó có quốc điếu ấy. Vậy nha, thông cảm nha. Anh em xin tạm ngắt nó quay quốc điếu nha. Anh em nói chuyện vui vui một chút. À, nghĩ lát mà đâu à, tiếp tục lên núi. Nhảy thâu. Có được không? Chinh phục đỉnh núi Everest. Hiện tại thì hai anh em đã chia nhau ra để đi tìm rồi. Mỗi người một hướng ấy. Rồi hai người mà không đi chung được. Bên em đi khi nào mà gặp á thì bắt đầu sẽ quay thêm nha. Giờ mình cứ lo đi tìm mà. Chứ vừa đi vừa quay thì nhiều khi mình đi tổ ong trên đầu á mà nói chuyện mãi á, luộc luôn, không thấy. Gặp cái gì đẹp đẹp hay hay thì đứng lại khoảng có 2-3 giây mình quay thôi. Cây này to ráo đẹp vừa đẹp. To heo. Nước cái này ngọt nữa ta. Ngọt lắm nha. Ngọt như nó không lạc vậy. Ngọt như nó không lạc luôn. Ngọt lắm. Ngọt liêm vậy. Ngọt như nó chát má như nó phèn ấy. Công thì ốm có mấy con rồi đó.
Mới xuất phát anh Thiền gặp con rắn lục, rắn lục xanh. Đua cái đó không? Hồi sáng anh gặp con rồi, giờ lên đây gặp con nữa không? Chỗ này ẩm ướt này, hay ở lắm. Kiếp sợ. Đổi ý chứ không, bỏ ăn cây mà nắm vô một cái này, nó phập liền như đâu. Quá dữ. Nguy hiểm lắm, anh em đi cẩn thận. Nghe đá. Ui dồi. Đá này nó ấy này, trơn. Nguy hiểm quá. Anh thấy ảnh cũng mới lọt ép đâu. Ui dưới này có cái buồng quả đác. Xài khiếp ấy. Không biết là già hay chua nữa. Hai buồng. Bên đây một buồng nữa. Cái địa hình hai anh em theo ong này phải nói là rất khó theo ong, tại vì là cái cây nó không có điều, nó không có một cỡ, có nghĩa là cây cao cây thấp đó. Mình nhà thấy cây nhỏ này nó lên giữa thân cây cao làm một cái tán, mình nhìn ở dưới nhìn không thủng lên cái cây cao được. Woo! Cho nên đi rất khó là thấy ong. Ui, nhìn lên toàn là thấy cái tán cây của cây nhỏ không à, không thủng lên nhanh cây ở cây cao. Thua. Ui. Giờ hai anh em chắc sổ đeo ấy. Ở dưới này người ta khai thác keo cũng còn gỗ này. Đổ đeo. Lên cây da. Cây da là phía bên đó, bên dòng đó. Mấy anh em chạy xe lên tới đỉnh luôn nha. Ui. Rốt cuộc thì hai anh em cũng đã đến tới cây đà. Cây này to lắm, cao nữa. Thân to cao, khiếp thiệt. Vừa lên tới cây đà thì hai anh em tém được một con đại ca rồi nha. Chiều này có mồi rồi. Cũng khiếp lắm, to lắm. Cái đa này nó chín, nó màu đen, màu đỏ này. Trái cũng còn khá là nhiều. Không có ăn cơm hết đấy. Nè. Cho con sóc vậy. Trái còn khá là nhiều. Chắc chắn mai bên em lên đây phục một ngày nữa. Đây con chùm lan vậy đây. Mai chắc lên đây phục một ngày nữa anh Thư vô. Vậy cho hết đường rồi. Mấy con ong kia nó hành mấy anh em quá hành. Không ra ngay mà. Mày trẻ mướp. Mày sóc mày to. Khiếp thiệt. Ngầu em biết không? Nào anh nhỉ, biết đâu. Rồi, nhảy rồi. Bây giờ là 4 chú rồi. Mới tuyệt vời. Cây này nó hơi rậm. Cho nên mình không quay cận cảnh được. Ý thấy đó. Anh Thiền thấy anh tém à. Sợ chạy anh. Sóc bà già trong rừng già nhiều người lắm nha. Nhiều khiếp thật. Sóc này già lắm. Không biết là dùng gì hết. Cục xanh được kêu rồi.
Này nó chạy dây, chạy dây dữ đấy. Chạy xuống, chạy xuống. Cái này chốc giả hết rồi, to đá lắm, 6 con, một con đại ca trong đây nữa, không bao nhiêu, chốc này to lắm, chốc độ bình, kia chắc anh hai con này nhá, anh hai con vậy, con kia chắc hoang hơn, anh đây sẽ khô rồi đâu, anh đây sẽ khô, anh gì hết, rồi quán hay nó có bán đá mà nó thùng đá, nó thùng đá thôi, vậy nó cổ rộp. Được rồi. Giờ mình em xuống núi nha. Nhiều người quá đủ rồi. Sáng mai lần tiếp. Không. Sáng mai mình em lần tiếp. Chốc chỗ này nó có nhiều gơ lắm. Anh em thu hoạch nhiều đó. Tới gì đỡ ngày mai. Một ngày này nữa bắt đầu là tém xong đi về luôn. Không để nó hư hết uổng. Thấy khô cũng vẫn được nhưng mà nó dở lắm. Có thùng đá vậy được, ướp đá khỏi hư. Sẽ khô thì mình chỉ giờ mình nấu canh với cá rồi cho nó mềm lại mình ăn à. Còn ăn vậy thì nó cứng khô. Mình nghe được gì không? Ừ. Giờ hai đêm mà tranh thủ làm mấy con sóc rồi, bắt đầu mình quay tiếp nha. Anh Thi đang vót cái lùi đợi xỏ mấy con sóc á. Mình lấy hai con mình nướng, còn nhiêu đợi là mình không khô. Thế cái con đại ca kia thì hai đêm sẽ hoang nha. Nấu cái món bìa nó nữa. Ôi dù, thôi, tuyệt vời. Hồi sớm giờ hai anh em cũng xâm nhau phụ làm ấy, tranh thủ làm nữa. Tối luôn mà, không biết mấy giờ, không biết nữa. Làm quên giờ rồi chắc không? Quên luôn. Nay nói chung là cái đoạn chặt thịt đấy, mình không có quay nữa. Giờ thì là đợi vô một cái là nó bị tắt cắm tiên à. Mấy em hạn chế quay mấy cái cảnh đấy. Hai con sóc này mình em chặt đầm tư ra. Ướp sơ tớ, nướng này. Đây là cái bộ lòng của cái... con đại ca mình em sẽ nấu món vế như vậy, làm cái món hoang đại ca hoang, ớt, xả, hành, tiêu này, xi ngon cà no này, mắm này, muối này, thiếu dầu này, sơ tớ này, trộn điêu này, đảo điêu này, hoang này hành anh tao mai nữa, mai con đại ca quá này. Tôm này chắc có cái món nướng là cái món vế này sao à? Cũng làm ở thưởng thức. Thưởng thức cho. Chủ yếu đợi ngày mai nó thấm nó mới ngon, rục nó ngon đúng không? Ừ. Con đại ca này nó cũng hơi dai. Hầm hầm cho dữ à. Lúc thì không có cái miếng thịt, lúc thì thịt vô một lượt đông đông luôn. Không hiểu được, không hiểu được. Món này hiện tại vì là cái trại mình ấy đi lên cái già đấy phải đi xe nhưng mà khá là xa luôn, thì mất tầm một tiếng đồng hồ mới tới nơi ạ. Hôm qua mấy anh em không có mang ná theo hả, nên là cũng ngại đi lại ấy. Xe à? Không mang đâu, bữa qua đem ná theo rồi, bữa qua chắc có thịt rừng ăn rồi, no say rồi bữa qua rồi hả? Không. Thank you.
Ủa đẹp, đẹp. Vô thịt này. Cháy xanh rồi này. Bữa con Phúc là nó lấy cái ruột anh ruột hết phải không? Con Phúc còn chơi kỳ ghê. Nên đâu có nhẫn. Lấy hết luôn rồi. Cái bộ ngon nè. Ôi. Được. Được. Vô tầm sát hại. Vào đây nè. Sang vào đây nè. Sang liều liều đây. Nếu mà cho khẩn cấp là phải 3 bếp. 3 bếp đúng không? Đây xem thịt hết này. Bịt tròn này. Cái món thịt rừng này, trường hợp mà đông người quá mà ít thịt á, mình bỏ thêm như là đột mây rồi loại chuối đồ đó là ăn cho nó đủ với số lượng người. Còn mà ít người như hai anh em mình thì nấu thịt không thì ăn nó chất lượng hơn. Đấy, nấu thịt không à, ăn nó chất lượng lắm. Hôm nay hầm cho dữ á, chứ hầm không dữ ăn nó già lắm. Già nó dày. Nước luôn không? Còn mấy con sóc gác bếp á, mình không có quay kỹ đâu. Là tại vì mình gác bếp nhân con ấy. Không quay tới kiếm tiền à. Mười chín giờ 58 phút rồi, gần 8 giờ đúng rồi. Ui, anh em chuẩn bị khá lâu luôn. Một món này. Một món. Cứng lắm á. Chín hết rồi á. Ra đột miếng ra luôn rồi. Chín hết gì nữa. Chín hết rồi. Đậu nướng này anh em mình đuối. Đuối rồi. Ui, con sống nè. Con sống không ơi. Con sống, đâu mất hổ. Lột khe nè. Lột khe. Rộng quá rộng ấy. Khi rộng quá rộng à. Lột liền một chiều này. Đúng. Cái mô hoang này mình em múc ít à. Là tại vì nó còn dài lắm. Đây phải thêm nước này không? Thêm nước đổ qua ngày mai ăn nó mới mềm. Rồi. Rồi, như đấy à. Con dao với con nấu. Thịt nó ăn nhiều hơn nha. Biết gì đây, biết cơm sao. Ít rồi, nhiều quá không tốt. Lúc cuộc bữa cơm chiều hai anh em cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Khá lâu. Món này món bìa. Sốc nước. Kèm rau củ quả này, ớt này, ớt chuông hả? Ớt chuông mình ăn sống được, ớt bự. Đây là tròn hoang. Đại ca hoang ạ. Thôi hai anh em xin mời cả nhà nhậu cùng hai anh em nhé. Mời nhà nhậu là hai anh em toàn thịt cả nhà không? Toàn thịt. Bữa nay thịt miếng mang thịt luôn ạ. Sóc, tròn, bìa, mỡ, leo, rau củ quả. Rượu ngâm. Thịt ba món hả? Ừ, thịt ba món. Mà thử bia đây uống chút rượu là hai mươi người. Ngon ngang. Đã đó rồi. Chuồng nó dằn trái đây mà. Ngon lắm. Ừ. Hậu dứt món nước trước hả thầy? Dứt món nước á. Ờ, cái nóng. Dứt cái này nè. Này hả?
Đây là thứ bảy. Ui, thọ nuôi miếng gà ngon quá ngon. Ngon quá ngon. Mọi người nhé. Đền thứ ba mà có thịt. Thơm mới giòn. Ngon nữa. Chắc ốc chuông rồi anh thử ăn. À, chắc ốc chuông rồi anh ngon, ngon lắm á. À. Để nó gì? À đúng không? Ui, 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 gì nó vậy? Nước. Nước đâu vậy ta? Ngon lắm. Nó có khổ không này con? Ừ. Đâu cái đâu sợ? Sao, được không? Không. Đi ba không? Ừ. Ngon. Được cái đuôi à? Có hai anh em anh thoải mái chứ. Ừ. Đâu nhu nhìn ra ai đâu. Muốn đi rồi. Tự nhiên. Ngon. Cái thịt tớ thấm hả? Ngon. Ngục sạc bay cái đuôi không? À mình cá hả? Ngon. Ngon. Lắm nè. Thật giờ mình test thử cái bìa này thử ngon không? Nhẫn hả không? Nhẫn. Giờ xanh luôn mà hả? Xanh lì nhẫn lét luôn rồi. Mà nghe dùng bìa sóc ha. À, bữa nay mà anh em nấu đúng hương vị luôn á. Bây giờ thì nhẫn đến ngon. Ừ, nhẫn lắm. À, đã. Có nhẫn không? Vậy được ạ. Cái này ngon. Ui. Đã. Chưa bao giờ được như bữa hôm nay này. Béo à. Chắc cũng thịt no khoảng còn cơm không? Cũng làm những cơm nữa. Làm cơm nhớ. Nó no nhớ làm những cơm nhớ. Ngon hả chú? Ngon hả? Ngon hả? Đâu á? Bù nai nè. Vừa ăn rồi không? Vừa ăn rồi mà đều hơi dai. Hơi dai nè. Ừ. Ừ, này. Bột khoai không? Nhanh như kẹo cu su phải không? Thôi. Sai với ham luôn á. Dài quá. Đây ham còn mai ăn được. Không nửa đêm, một nửa đêm hai mai à? Không. Giờ mình hầm đi, mình nhắc thuốc. Đấu hầm tiếp. Rồi ra diệt nguội. Hầm lại tiếp. Bắt ăn tiếp. À. Rồi miêm à? Dầu quá dài. Dài lắm. Đi ăn nhanh nấu. Ừ. Giờ chắc nhanh nấu rồi. Còn giờ nãy mình cũng nhai thử rồi. Mình nhai nấu luôn. Đổ lại nha. Anh đổ lại. Đổ lại cho nó rụt đi. Cá rồi á. Cá rồi vậy ha. Hôm nay hai ngày là không có. Ngày thứ ba không có nè. Cái bữa đầu tiên là mình không tính đây. Bữa nó bớt phải không? Bớt rồi. Mình không có đi nữa. Bữa mình tính là bữa đêm thứ hai. Đúng rồi. Mình đi mình gặp đụng độ rồi. Mà anh đi coi mật chợ mật gì đó. Ừ. Rồi bác anh giờ chợ bác anh lên rồi á. Có mật nó đi đông vào đấy mà 8 người mà. Muốn sắp nướng này. Wow. Ôi dồi kìa cháy dữ ra. Cháy không được. Đúng rồi. Đúng rồi. Đã.
chèm thêm dưa leo ngon. Để vô ớt, cắm ớt vào vô. Tóm lại thì hôm nay đi ong thì hai anh em không mọc được tổ nào hết á, đi nhiều lắm á, đi mấy mấy luôn á mà không gặp ngay lông giỡn hơn. Thì hai anh em xin tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà vào ngày mai, mai mốt. Chúc nhau ngon nha. Bye nha nghe, chúc nhau ngon nha. Giờ tâm nó lộn ngược lộn sao bèn hết.